Cristiano Ronaldo, cầu thủ nổi tiếng thường được biết đến với biệt danh CR7, vừa phá kỷ lục thế giới khi trở thành kênh YouTube đạt nút kim cương nhanh nhất từ trước đến nay với 10 triệu người theo dõi chỉ trong vòng 12 giờ. Ronaldo không chỉ là siêu sao bóng đá mà còn là ông hoàng mạng xã hội. Với việc lập kênh YouTube này, anh chàng lại một lần nữa khẳng định rằng mình không chỉ giỏi đá bóng mà còn biết cách chiếm sóng trên mọi mặt trận, từ sân cỏ đến mạng xã hội. Kênh YouTube của Ronaldo ra đời vào khoảng 8 giờ tối ngày 21 tháng 8 theo giờ Việt Nam và chỉ sau 90 phút ngắn ngủi, kênh đã đạt nút vàng, tức là có 1 triệu người theo dõi, đạp đổ kỷ lục 7 tiếng của Lisa Blackpink. Sau 12 tiếng đồng hồ, Ronaldo tiếp tục càn quét kỷ lục nút kim cương với 10 triệu người theo dõi, đánh bại hamster combat, người giữ kỷ lục cũ với 7 ngày. Tại thời điểm lên bài này, số người theo dõi kênh của Ronaldo đã đạt 12 triệu và con số này có thể đã leo lên đến 20 triệu hoặc 30 triệu khi bạn đang xem video này. Trên kênh YouTube, Ronaldo sẽ không chỉ kể về bóng đá mà còn bật mí những bí mật chưa từng công khai về cuộc sống của anh từ gia đình, sức khỏe, dinh dưỡng đến chế độ tập luyện, giáo dục và cả những chuyện kinh doanh đây là một nước cờ cao tay của ronaldo khi anh vừa thỏa mãn sự tò mò của fan vừa dọn đường cho những dự án tương lai chưa kể anh còn cho fan thấy rằng ngay cả những ngôi sao lớn nhất cũng có thể gần gũi và đời thường đến bất ngờ kênh youtube của ronaldo đã gây bão trên mọi nền tảng mạng xã hội đặc biệt là nhóm kín việt creators của cộng đồng sáng tạo youtube suốt hai ngày qua không ngừng xuất hiện những bài viết và tương tác về sự kiện này bạn Diệu Fulis thậm chí còn dự đoán rằng với sự xuất hiện của Ronaldo, số lượng khán giả trên YouTube có thể tăng thêm hàng trăm triệu người. Hiện tại, Ronaldo đang ngự trị trên mạng xã hội với 112 triệu người theo dõi trên X, 170 triệu follow trên Facebook và 636 triệu người theo dõi trên Instagram, tổng cộng khoảng hơn một tỷ người. Chỉ trong vài giờ sau khi thành lập kênh YouTube của Ronaldo đã vượt mặt đối thủ lớn nhất của anh là Leo Messi, người hiện chỉ có hơn 2 triệu người đăng ký. Một câu hỏi được đặt ra là liệu Ronaldo có thể lật đổ những kênh YouTube lớn nhất thế giới như MrBeast với hơn 300 triệu người theo dõi không? Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, câu trả lời có lẽ là có đấy. Ronaldo đã chia sẻ trên mạng xã hội: "Sự chờ đợi đã kết thúc, kênh YouTube của tôi đã ra đời. Hãy đăng ký kênh và cùng tham gia hành trình mới của tôi nhé." Theo tin đồn, Ronaldo đã muốn lập kênh YouTube từ vài năm trước nhưng gặp một số trục trặc kỹ thuật. Một số người đồn đoán rằng YouTube đã ngại cho anh lập kênh vì cho rằng sự nổi tiếng của anh sẽ làm rung lắc cả nền tảng. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh gay gắt từ các nền tảng video khác và với sự tự tin về thuật toán của mình, YouTube cuối cùng đã bật đèn xanh cho Ronaldo. Mặc dù vẫn đang thi đấu cho Al-Nasir của Ả Rập Xê Út, nhưng ở tuổi gần 40, Ronaldo biết rằng sự nghiệp bóng đá của mình sẽ không kéo dài mãi mãi. Khi đó, kênh YouTube này sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất để anh tiếp tục quảng bá thương hiệu cá nhân và hợp tác với các nhãn hàng đình đám. Điều này cho thấy Ronaldo không chỉ giỏi bóng đá mà còn là một bậc thầy về chiến lược thương hiệu và kinh tế học sáng tạo. You are Ronaldo không chỉ là một kênh YouTube, đây còn là lời khẳng định mạnh mẽ về cách các ngôi sao ngày nay đang sử dụng mạng xã hội để tự kể câu chuyện của mình bỏ qua các rào cản truyền thông truyền thống từ truyền hình đến tạp chí giờ đây tất cả đều phải nhường chỗ cho sức mạnh không thể chối cãi của mạng xã hội còn bạn thì sao đến khi nào bạn mới hiện thực hóa giấc mơ tạo kênh youtube cho riêng mình